Bây giờ chúng ta đi ra sân bay Nội Bài. Bây giờ các bạn cùng chúng tôi đi ra sân bay Nội Bài để đưa khách lên máy bay và đón khách về. Đây là cảng hàng không sân bay Nội Bài. Đây là cầu thang đi bộ. Các em nhỏ đi cầu thang. Bây giờ chúng ta lên tầng trên là đây là chỗ đóng hàng, quấn kiện, các kiện hàng phải quấn bóng bảo vệ. Các anh em thợ quấn bóng rất là lành nghề, là thợ chuyên nghiệp rồi, đã được qua đào tạo. Những lô hàng, những bọc hàng đi nước ngoài và đi máy bay là được quấn bảo vệ kỹ càng như thế này, đều phải được quấn bảo vệ thật kỹ, quấn bóng. Đấy, quấn xong. Đấy, những cái thùng này là đã quấn xong. Quấn xong rất đảm bảo chắc chắn, không thể vỡ được. Đây là cảng hàng không sân bay Nội Bài. Của đây là khu vực cửa đi quốc tế. Bây giờ xếp hàng để đi các nước, gọi là cửa đi quốc tế, quốc tế đi, ta thường gọi là quốc tế đi, để xếp hàng đi vào để làm thủ tục. Hiện nay đang vào làm thủ tục các chuyến bay đi các nước châu Âu. Phải xếp hàng đi vào lần lượt để làm thủ tục lần lượt. Quốc tế đi ở trên tầng 2, trên tầng, chứ không phải là dưới tầng 1 là quốc tế đến. Đây, tất cả các bàn làm việc. Hiện nay khách đi các nước châu Âu rất là nhiều. Mỗi ngày rất là nhiều, mỗi ngày mấy trăm hàng hành khách đi châu Âu, rồi đi hàng mấy nghìn người đi châu Âu, đi các nước châu Âu. Bảng giờ máy bay cất cánh.
Các bạn thấy phong cảnh, quang cảnh của khu vực cảng hàng không Nội Bài, cửa đi quốc tế đi. Đây là sảnh quốc tế đi. Còn sảnh quốc tế đến ở phía dưới với tầng 1. Hiện nay sân bay Nội Bài làm các thủ tục rất nhanh gọn, rất thông thoáng và nhanh gọn. Chúng tôi ra cầu thang này tiếp tục đi lên. Chỗ tầng trên này cũng anh em thợ cũng đang sửa một cái cầu thang, cái nhịp cầu thang lên. Gọi là sửa nhưng mà chủ yếu là vẫn là chăm sóc bảo dưỡng. Những cầu thang này thường chăm sóc bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên. Cầu thang hoạt động rất tốt. Bây giờ ta ra cầu thang, ta đi xuống xuống tầng 1. Đây là cầu thang máy. Lúc nãy là cầu thang bộ, bây giờ là cầu thang máy. Ta xuống tầng 1, ấn số 1. Tầng 1 là quốc tế đến. Trên này là quốc tế đi. Đi tầng 1 là quốc tế đến. Ta đã xuống đến tầng 1 rồi. Hiện nay khách chờ, bà con ta đang chờ khách đến, khách ở nước ngoài về. Đây là cửa A2, cửa A2 là quốc tế đến. Hiện nay vẫn rất là vắng, máy bay chưa hạ cánh. Thời điểm này quốc tế đến đang vắng vẻ. Ta xem bảng giờ máy bay hạ cánh, hiện nay chỉ có 2 máy bay chuẩn bị hạ cánh đang làm thủ tục. Những cái chấm xanh trên đấy là báo máy bay đến. Hiện nay bà con vẫn đang chờ máy bay đến. Đây là khách bà con ta đến chờ đợi người thân. Bây giờ máy bay đã xuống rồi mà đã làm thủ tục đi ra. Những anh chị em mặc áo đỏ kia là phi hành đoàn. Phi hành đoàn cũng phải làm thủ tục để đi ra ngoài. Các bạn xem đội phi hành đoàn của máy bay đến, quốc tế đến đây. Những chàng trai, những cô gái mặc áo đỏ. Và khách bắt đầu đi ra rồi. Khách đã bắt đầu ra rồi. Alo. Bây giờ vẫn đang đón người xuống rồi, nhưng mà giờ đang chờ. Chưa nhìn thấy đâu. Máy bay vừa xuống vừa hạ cánh. Nói về tối rồi, nói về nhỡ, nó lại bảo lúc bây giờ nó cơn rông về, đến đây là có cơn rông á, quay mẹ lại Đà Nẵng. Một mình. Khách hàng mà nhiều đồ là thường là phải ra sau, tại vì phải chờ lấy hàng, chờ lấy đồ. Nhưng mà khách ít đồ thì là có thể ra rất sớm, rất nhanh. Hả?
biết rồi, nó đang đợi ở A2 này. Mới nát đát được một số vài người ra thôi. Các em nhỏ đang ngóng chờ người thân, chờ bố mẹ ở nước ngoài về. Đứng cả vào bên trong. Giờ bắt đầu ra. Đấy đấy. Em bé kia rất nhỏ mà còn xích ngã. Đấy cả các khách hàng ở nước ngoài về đây. Alo. Nãy ra các chú an ninh là phải bỏ dẹp các cháu kia ra. Nhưng mà cũng an ninh hiện nay cũng rất là lơi lỏng. Đợi chú nữa. Đấy, người đã đón được người thân. Có cả em bé. Em nhỏ cũng ở nước ngoài về. Đấy, bây giờ mới thấy chú an ninh đến để nhắc nhở các cháu đi ra ngoài. Cảnh chờ đợi người thân rất là nôn nóng và chờ đợi. Ai có cảm giác chờ đợi nóng ruột như thế nào thì đến sân bay Nội Bài này đứng chờ sẽ cảm giác có những cái cảm giác nhớ nhung, chờ đợi khấp khoải, rồi là nóng ruột, rồi là rất nhiều cái cảm xúc nóng trông từng người một, dõi theo từng người ở trong sảnh trong kia. Ai cũng để ý xem người thân của mình ở chỗ nào. Khách đang ra rất là đông. Một số hôm nay này cũng ở sân bay Nội Bài các nước châu Âu và một số khách cũng không phải kiểm tra an ninh nhiều. Có vị khách này rất nhiều đồ này. Giờ em bắt đầu ra nhiều. Hiện nay khách ra rất là nhiều. Khách ra rất nhiều. Mà cũng không phải kiểm tra an ninh mấy. Cho nên rất nhanh. Chỉ một số phải kiểm tra an ninh thôi, còn đại đa số là không phải kiểm tra.
Các du khách ở nước ngoài về rất nhiều, về Việt Nam ở thời điểm này rất nhiều. Đây là toàn đại đa số cũng là người Việt ở các nước ngoài về nước. Alo. Đây là người nước ngoài. Những người nước ngoài là thường cao lớn, vẫn đang ở sân bay, cao to hơn người Việt. Chưa đón được người, vẫn đang chờ. Nâu lắm, nhỡ nhưng đang chờ sốt ruột. Đợi một lúc nữa thôi, bây giờ đang làm thủ tục nhưng mà chưa nhìn thấy vợ chồng nhà Hợi đâu rồi. Đấy, lại một đoàn khách ra rất nhiều. Có một em nhỏ, một em rất là nhỏ, vẫn nằm trên xe đẩy. Cũng đi máy bay từ châu Âu về. Nhỏ này vẫn chưa ra, bộ phận người nhà chưa cho, an ninh chưa cho ra, phải có người nhà đón. Đây là các đoàn khách du lịch. Cảnh chờ đợi người nhà, người thân rất là hồi hộp và lo lắng, kèm theo chút lo lắng, bồi hồi, để ý theo dõi từng tí một ở trong bên trong, xem những hình ảnh quen thuộc ở chỗ nào. Số phải kiểm tra an ninh. Hai đứa chạy ra đây với chú, nhanh. Ra đây. Cũng rất nhiều du khách phải kiểm tra an ninh. Ra đây. Chạy ra đây. Nhanh. Rồi, đây. Xe còn đợi xe kia đó, cứ đứng đấy. Đứng. Đây. Rồi. Chờ lâu quá. Đấy, người nhà, người già, những người đã gặp người thân rất là vui mừng. Các bạn xem video hãy đăng ký kênh.